Rồi con, cô Năm mới gọi hả? Ừ. Nó nói trời đất ơi, hôm qua mới lên giờ lên nữa trời, cũng sợ má luôn. Nó không, má hôm nay má lên má đem cây dù. Nó má đem cây dù con ơi. Giận dữ lắm nha. Cái gì con? Giờ đây, cô lấy điện thoại hả? Sao? Coi nè. Coi nhìn cái mặt con giận dữ ghê không? Trời, đứa nào câu dữ vô. Tấm hình dữ vô. Cái hình mà con hiền quá đâu có ai xem đâu. Giờ cô cột về phải không? Ê mấy anh ơi phụ cô cột. Không, được rồi con. Không. Được rồi, tự cô làm. Nói là cô nghiên cứu cũng hay chứ bộ. Nên bữa cái lần trước á, chạy vô cái dèo cổ về không thấy đâu. Hồi sáng cô chạy bình thường á, nhưng mà tiểu cô đều nói chú vậy mà nó vẫn chạy theo cô vô, theo cô sau đó. Dạ. Cũng hơi là cô báo với chú tường trước à. Báo trước mà còn bị vậy. Chừng nào cô lên nữa? Không biết đó con, giờ cô có chuyện gấp rồi. Dạ. Mấy cô Năm bình thường là tới bất ngờ không ấy chứ. Ừ. Tới không bao giờ hẹn đâu. Dạ. Một là ngẫu nhiên và nhớ chú thì đi hấp hương ha. Hai nữa là đang có chuyện bực bội nó chạy tới xả hết là thôi đó. Thích đi là đi à. Dạ. Thích đi là đi, ở nhà phải rảnh là nhớ lên đây ly liền. Khoái vậy đó. Bởi mà lúc cô vui á, cô thấy mặt con, với lúc cô buồn là cô không thấy mặt con đâu. Thấy cô dữ quá con bây giờ. Chạy mất tiêu á. Ngày hôm qua là 15 ớt với Duy Minh là chạy mất dép hết. Về con ơi. Đem cái vụ cũ về luôn hả cô? Ừ, coi. Cái tường đâu có để lại đâu. Cây này mà cho để lại thì che cũng đỡ lắm. Dạ. Có một khán giả nói sao cô Lon không để lại để che cái mộ cậu. Nhưng mà hoa viên như có cho. Cho mình che ở trước nữa. Che ở trên là quá cháy nắng. Quá đẹp luôn. Cho là đã chị Lon đã hơi được rồi. Cái này không được. Không, đó, cái ấy còn cái vụ nhỏ. Dạ. Nhỏ bự gì cũng không được luôn. Đã không cho rồi mà. Ừ, y bé 12 tuổi đó được mướn hàng tháng đó. Không có cho là. Dạ. Thôi tụi con ở lại nha, không con đi về nha. Dạ. Dạ. Cô có quên gì không? Bình nước đó của ai? Bình nước của cô. Ủa kìa, cái màu đỏ đó là khác hả? Khác. Dạ. Rồi cô chào hết kìa, cô về nha. Dạ, rồi chào cô. Ồ, chú Tiểu là nói nghe ngoại về mạnh khỏe. Ủa mà kêu ngoại mà có hai cháu ngoại của cô chưa? Chưa mà kêu ngoại gần chết luôn rồi. Cháu cô mới có 13 tuổi mà. Trời ơi, có 13 tuổi. 13 tuổi rồi, thôi cô về nha tụi con. Dạ, dạ. Chào hết nha. Ở đây dưới đây, trước khi nói là uống thuốc trước đi. Cái gì ba? Chiều không có khách thì mấy chị thôi. Dạ. Chiều thôi ít khán giả nè. Bây giờ là anh làm gì đây? Rồi. Mặt sợ xấu. Trời sao. Kêu đừng nghe. Cái ví dụ như mà tôi thấy con sâu ngay đó, tôi không sợ nữa nhát thôi. Có tôi nói tôi ngồi tới con sâu cũng được nữa, nhưng mà có cái là đừng có nhát thôi. Ngồi tới con sâu cũng được. Không thiệt mà đừng có nhát thôi. Ê sâu à. Sợ con tôi á, nó tắm ở dưới sông á thì con đĩa leo ngay đây nè. Tôi thì ngồi ngay cái quán ngay đây nè. Nó thì ở ngoài đường nó đi vô. Wow, con đĩa. Chạy tuốt mà nó còn tuốt ngoài đường ngoài tuốt. Wow, con đĩa. Tôi chạy còn tôi với thằng chồng tôi đi bắt ốc. Tôi đâu có dám xuống bắt, tôi đi trên bờ không à. Con đĩa thọt xuống cái ủng đó là con đĩa trâu mà lớn gì đeo anh dắt từ đây qua tới con đĩa đeo anh kia thì tôi chạy mất dép luôn, tôi chạy không còn biết cái đường nặng mò luôn. Sợ dữ lắm mà nó mới đeo như có một đầu thôi đó. Má con đĩa nó đeo con đĩa thì tôi chạy mất dép luôn, chạy mất luôn con mất dép luôn. Đi bắt ốc cho bà chị phải có đĩa không nè? Không có đĩa thì mình thấy ba gỡ ba dục mà mình cứ nghĩ là không có đĩa, nếu mà không có đĩa thì ba gỡ mình biết rồi. Đi xuống nghe mang cái dép mũ thế này nè, mà cái dép bích luôn mà không có lỗ, đi gỡ lên gỡ lên coi ha, còn đĩa mén bằng cái đầu tâm gì đó nó bu lên mà tôi nhảy tôi đuổi nó cũng chết người đuổi nó.
may mà sợ, may mà sợ, thôi chị đến sợ lắm trời. Con đẻ nó đeo tôi, tôi chưa ngừng lại đây, tôi cứ sâu tôi không sợ, mà tôi sợ lên bờ, bò được lên bờ lẻ nó rớt. Chiều mấy chị đang trò chuyện vui, cô chú anh chị. Buổi chiều có khán giả đến viếng mộ của chú Phụng Linh. Là bây giờ là cũng đã là 15:36 rồi cô chú anh chị. Đó, mấy chị là đang chụp hình rồi cô chú anh chị. Thì cô Năm cũng vừa về. Đây thì có chuyện vui lắm. Đó cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị, buổi chiều thì bây giờ là rất là vắng nha. Đó. Thì chỉ còn có mấy anh chị dâu tím. Đó. Rồi có mấy chị khán giả đến đây để viếng mộ của chú. Đây cô chú anh chị. Bài của chú buổi chiều nha cô chú anh chị. Chiều nay là khán giả đến cũng không nhiều mà cũng không ít cô chú anh chị. Bữa nay là ngày cuối tuần nha, ngày chủ nhật. Đó, ngày mai là ngày thứ hai thì cô chú anh chị nếu mà ai làm thứ bảy thì ngày mai sẽ tiếp tục được nghỉ bù nữa nha cô chú anh chị. Được nghỉ hình như là 4 ngày á, ngày lễ này nghỉ được 4 ngày. Này là chân dài chân nè cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nha. Đó hoa nè. Thì chút nữa là mấy anh em là chuẩn bị vệ sinh cô chú anh chị. Bây giờ là cũng đã 15:39 rồi cô chú anh chị. Đợi coi mấy chị trò chuyện nữa coi. Trò chuyện cũng hay á. Ê! Chị! Cái quần dính vô quần mình phải không? Không được nhát á. Được. Tôi thấy tôi sợ như con đẻ không vậy. Tôi thấy thì hả? Tôi thấy mà đừng có đu vô người á thì tôi không sợ, mà đu vô người tôi sợ lắm. Con thả quá nó vuốt mà thấy người ta cầm đĩa vô mà gánh vô tay á, nó mỏi tôi hoài. Mình vừa gặp hau vuốt lên luôn. Nó quay lại nó nhìn tôi cái nó phải vuốt đậu lại cái đầu. Mà rắn nó bắt thì thôi khỏi nói luôn. Ngoài nó nuôi nó nói con này là con đĩa nè. Nó sợ mà. Đĩa nhát rồi rắn này thì mất chết. Bà kia bà chạy nó la bà lớn giống mà con này nó sức đêm rồi rắn đêm. Nó thì nó ra nó lỗ ngón tay gì rồi nó bắt nó để chọn luôn cái buổi chiều vui cô chú anh chị. Rồi thôi, cái video của Huyền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Huyền Tiên có một ngày tốt lành nha. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Huyền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.